Sticky. Thằng nhóc chập chững bước vào đời, xung quanh nó bây giờ toàn những người không quen. Thức dậy ở trong một căn phòng bé tẹo, tương lai nó như chỉ một màu tối đen. Nào tiền ăn uống, nào tiền nhà cửa, tất cả mọi thứ dường như đè lên nó. Ông chủ của nó là một gã tệ bạc, sẵn sàng vắt kiệt sức lực mà nó có bố mẹ gọi điện. Con ổn không? Con vẫn còn đang ổn bố mẹ, đừng lo nhé. Đặt điện thoại xuống trở lại làm công. Bao nhiêu suy nghĩ bên trong đầu thằng bé, làm sao để có tiền, làm sao bớt khổ, làm sao để bố mẹ của nó được yên tâm. Từng giọt nước mắt nó lăn dài xuống cổ, và mọi sự cố gắng bây giờ cũng bằng không. Thế nhưng một ngày nó tỉnh dậy, nhận được tin dữ từ những người bà con cha mẹ nó, vì cố gắng ở ngoài đồng mà bây giờ người thân nó trở thành con số không. Cố gắng không khóc, phiêu về nhà, căn nhà nhỏ nơi lần đầu nó khóc. Bây giờ nó quỳ gối trước bố mẹ, tiếng kèn tiếng trống xen cả tiếng nó khóc. Ôi sao cuộc đời lại như vậy, ông trời lại đối xử với người tốt vậy sao? Nó chỉ muốn xa bố mẹ nó một chút vậy mà ông trời nó cướp họ đi sao? Thôi gạt nước mắt, làm lại cuộc đời. Nó quyết tâm phải có nhiều tiền ở trong tay, cố gắng hết sức để vàng đeo trên cổ. Và rồi ước mơ của nó được tung bay, vượt qua khó khăn, vượt qua đói khổ. Thằng bé ngày nào giờ đã là ông chủ, dù đi đến đâu cũng không quên nhà cũ, căn nhà nơi mẹ nó từng giúp nó ngủ và cha nó cố để lo đủ bữa cơm. Giờ chỉ còn lại là chốn cô đơn. Tài sản là thứ bây giờ nó có, nhưng nó chỉ muốn được mẹ của nó ôm.